Rồi, xin chào các bạn. Tôi đang ở Việt Nam và ở Tho Gym quận 7. Mới từ Mỹ về được 2 ngày các bạn. 2 ngày đầu nói chung nó còn sách nát, quay quay cái đầu nên cũng không qua đây. Nó ở tọa lạc ở tại Bình Tân nha các bạn. Còn bữa nay thì nói chung là nó cũng đã đỡ hơn xíu rồi. Hy vọng là jet lag ở Việt Nam chừng 3-4 ngày nó hết thôi. Chứ còn mọi lần á, Dương Nguyễn đi là jet lag ở Việt Nam quốc cả tháng, có khi 2 tháng đó các bạn. Tại vì đơn giản á, jet lag là bệnh của nhà giàu. Cái đó các bạn chưa đi nước ngoài thì các bạn nó không hiểu. Dương Nguyễn đi qua Mỹ á, Dương Nguyễn không bị jet lag. Tại vì sao? Tại vì vị thế của Dương Nguyễn đi qua Mỹ là Dương Nguyễn nhà nghèo, nên Dương Nguyễn không bị jet lag. Còn Dương Nguyễn từ ở Mỹ mà về Việt Nam một cái một á, đi xuống gọi là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất các bạn. Bạn nào đi nước ngoài rồi và sao cảm giác là khi mà chúng ta đi từ nước ngoài về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, chúng ta đi ra ngoài giống là một là salary vĩ đại đó, salary, một chữ đọc tôi kỵ, mà tôi có mấy chữ tôi kỵ mà thông cảm, tiếng Anh nó ngộ lắm, chữ thư ký tôi cũng kỵ nè đó, rồi chữ kiến trúc sư tôi cũng kỵ nè, không có đọc được, kỵ lắm. Nói chung là người nổi tiếng đó, hàng có thể là hàng thousand, hàng ngàn người đón chào các bạn. Nói không hoa đâu các bạn. Bạn nào đi mà ra quốc quốc tế nha, quốc nội thì bèo, quốc nội thì ít lắm, cũng có mà sạch à. Quốc tế ra cái ngợp lắm bạn. Ra một phát một là taxi sim vẫy chào. Đi ra ngoài một xíu nữa là kể như là hàng ngàn người đón chào, đề tên Mr. này, Mr. kia, Mr. nọ. Nhưng mà không có Mr. Dương Nguyễn các bạn. Nhưng mà trong dòng người đó hầu như là biết Dương Nguyễn. Cảm giác nó sợ lắm bạn. Sợ lắm, nó vậy thôi nha. Nên bạn nào gặp tôi sân bay á, mỉm cười đó lắm nha. Cái thằng nhan đừng có lên báo cáo rùm la, nó mệt lắm. Đó. Cảm giác này chỉ có Việt Nam mới có thôi. Bạn cầm bao nhiêu tiền nước ngoài cũng chả có đâu bạn. Nước ngoài mà những nước xem Việt Nam thì có. Nhưng mà bạn chơi tới tầm G7 không giờ có đâu. Không có chuyện bạn mua con cái sim với bạn đặt cái taxi xong đẩy vali rồi cạch cho bạn ra rồi đó. Không có cửa. Như Nguyễn đi bao nhiêu sân bay quốc tế là không có cửa. Bạn muốn đặt taxi đúng không? Ok, ra đúng cái chỗ bích cấp kia đặt. Cái chỗ bích cấp đó nó ở đâu thì trong sân bay nó sẽ có cái hướng dẫn các bạn, không cần phải hỏi. Ok đó, mà đi từ cái chỗ mà ga mà đi ra cái chỗ bích cấp nó có thể đi bộ khoảng 15 phút chuyện bình thường thôi. Không, đây không phải là chủ đề sân bay, mà chủ đề ngày hôm nay Dương Nguyễn nói là chuyến đi Mỹ vừa rồi của Dương Nguyễn được gì và mất gì đó. Bao giờ một vấn đề nó cũng hai chiều nha các bạn, được và mất, được rất nhiều các bạn, mất cũng ít. Giờ nói được trước, tất nhiên là đi làm ăn mà ơi, cơm áo gạo tiền mới lách xác đi thôi, chứ giờ thiệt á, nếu mà không có gì cơm áo gạo tiền thì mình không có đi đâu bạn. Tại vì cảm giác mà gọi là sốc địa lý á, sốc văn hóa rồi sốc nhiệt rồi sốc atmosphere rồi căng lắm. Vậy thì cái sốc atmosphere là gì? Bạn tưởng tượng cuộc đời bạn ngày mà lên xuống máy bay chừng 2 lần xương là chịu nổi bạn. Thiệt chứ bộ. Rồi cuộc đời 1 năm chết lát chừng một mùa luôn. Nó 1 năm là chết lát một mùa luôn là thôi, cái đó là bảo đảm sống có thọ rồi. Đó là cái giá của sự hy sinh. Chúng ta vì chén cơm manh áo nên chúng ta mới hy sinh. Dương Nguyễn đứng đây hy sinh và các bạn cũng hy sinh. Các bạn muốn hy sinh như tôi không? Đó, rồi ok. Được. Chuyện làm ăn không giờ nói. Có những cái ví dụ làm ăn không chia sẻ được các bạn. Đó, bí mật. Tại vì giờ tôi nhú rằng cái đối thủ nó biết mà, hiểu không? Nó bứt dây đồng rình đồ, căng lắm. Thôi giờ nói chuyện ăn chơi thôi. Ăn chơi nhảy múa, được. Đấy, được đấy. Về nhà là bị mấy thằng cháu nó xu bớt mỡ rồi đó. Trời ơi, bây giờ nói thôi áo này của chú mua, chú livestream con nhỏ con mặc nó rộng không sao, mốt con lớn mà. Rồi nón hả, thôi nón này nón nhỏ đội cũng được, con lớn đội được, nó xô mỗi đứa 2 cái. Giờ còn như đây nè, đó đối với Dương Nguyễn ở đây là cái gì? Một sự trải nghiệm này vô giá. Các bạn đừng xin nón, tôi có 1 cái một và đừng xin một cái nón, nó đều có một ý nghĩa. Giống như ngày xưa mà coi gì anh hùng lên sân bạc là gì, đếm thẹo chứng minh thành tích đúng không? Còn này đếm nón chứ mà thành tích. Mấy chuyến vừa rồi tôi gà tôi không chơi. Nếu mà từ cái chuyến đi Mỹ đầu tiên của Nguyễn mà Dương Nguyễn chơi nón chơi áo, chắc giờ là cái phòng kia luôn rồi đó. Thế nói chung nghèo ráng ráng cho con Tèo đi học các bạn. Cái nón nói chung đổ đồng giá, món tôi cứ 1 triệu rồi đó. Hiện kim 1 triệu. Nhưng mà nói chung về mặt ý nghĩa nó vô giá các bạn. Đâu, cuộc đời tôi đâu có lần thứ hai tôi ghé đây bạn. Nói gì vậy? Này là nhà của ông Lincoln các bạn. Nhà ông Lincoln. Lincoln là gì các bạn, tự tìm hiểu nha. Mỗi cái nón đều có một ý nghĩa. Nên Duy Nguyễn không có thể nằm ngồi đây đứng nói hết tất cả đống áo và đống nón. Thấy không? Mỗi nơi Duy Nguyễn đi qua đều đánh dấu lãnh thổ bằng cái gì? Thứ nhất, red card, quẹt, bấm tít. Đánh dấu bằng gì? Ammoniac. Đánh dấu bằng gì? Bằng souvenir. Souvenir gần có gì? Book, hat, t-shirt. Đó,
Thưa các bạn, đây thì đây là một trong những trải nghiệm của Duy Nguyễn. Nói chung là cái chuyến này của Duy Nguyễn á, là Duy Nguyễn đi nó nhiều nhất trong tất cả những chuyến khác không cộng lại nha các bạn. Tức là những chuyến khác Duy Nguyễn cũng đi, nhưng mà chuyến này Duy Nguyễn đi kinh khủng lắm, đi mẹ thay 4 cái vỏ luôn. Nó đi chạy xe đậu đó đó, không đi máy bay, đi bay con cuốc à. Nói chung á là Duy Nguyễn đi máy bay con cuốc, đi máy bay từ bên Texas qua tới Colorado. Nó chán bà cố chán luôn, mốt nói về cái chán đó. Nên cái cuộc đời Duy Nguyễn dịch chán đi máy bay quốc nội lắm rồi bạn. Quốc nội nước nào cũng cùi hết đó. Nói thiệt á, nhiều khi bà đi nước ngoài nhiều bà mới hiểu. Máy bay quốc nội của Mỹ nó tệ trời hỡi luôn á, nó tệ như bao nước khác bạn. Chứ không phải mình nó tệ mà nước khác không tệ nha. Đó, quốc tế thì nói chung là bộ mặt quốc gia ta làm đỡ hơn. Hầu như quốc tế nào cũng ngon hết á. Này đúng nhận sai cả bạn, còn anh hư phải không? Đó rồi. Những cái chặng đường lại là Duy Nguyễn đi bằng road trip. Duy Nguyễn bây giờ là thấm road trip luôn rồi. Mấy cuốn sách dạng này đầy. Mấy cuốn sách dạng road trip là Duy Nguyễn lụm tờ đưa hết rồi. Mà một chỗ nó cho đóng cuốn mà Mỹ được cái cho đẹp đó mà. Mấy cái sách này đồ yêu này nó để tùm lum bọng lấy như vậy à. Nó không kia. Đó, không kia. Bởi vậy nhiều khi á Mỹ á nó phát triển gọi là thứ nhất là vị trí về kinh tế, vị trí về ngoại giao, vị trí về quân sự và politics. Bên cạnh đó có những cái mỏ hổm nữa. Thì các bạn quên rằng Mỹ làm du lịch cực đỉnh. Nó thấy mấy nước nhỏ nhỏ châu Á mới tập chơi thôi. Nên nhiều khi tôi nói cái này ra, các bạn làm tour châu Á bạn giận, hay là các bạn đi du lịch châu Á rồi Duy Nguyễn nó kỳ á. Em đi Thái Lan thấy đỉnh của chóp anh. Đó là bạn mới đi Thái thôi. Bây giờ cho vào số liệu khỏi cãi luôn. Bây giờ đó tôi nói ha, số tiền mà du khách thế giới bỏ qua Mỹ một năm để đi travel nó bằng nguyên nửa thế giới cộng lại luôn. Đó, có số liệu bạn, nhẹ thôi bạn. Số liệu cũ cái đây chừng 2 năm sau khi đại dịch Covid qua đi thì khoảng đâu có 100 mấy chục tỷ à mấy bạn. 100 mấy chục tỷ một năm. Đó là gì? Đó là cái tiền mà người ta ước lượng du khách quốc tế tiêu xài bên Mỹ trong khi họ đi du lịch. Còn á, thứ hai hả? Châu Âu có con số nước thứ hai. Nhưng mà cái thứ hai nó lạ lắm nè. Thí dụ như vợ ông 150 tôi 140, thứ hai nó đang ngạo nghễ đúng không? Thứ hai này đâu á, như bỏ số 1 đồng trước á. Thì các bạn có thể kiểm tra là số liệu như vậy nó có đúng hay không. Đó. Và tôi nói cho bạn biết luôn, một sự lật động trời, trong top 10 không có China. Và nói vậy hiểu rồi gì? Còn Thái Lan thì không biết nằm đâu luôn. Miễn bàn, no table. Vậy thì ủa có lộn đề tài không các bạn? Không, cái này cũng hay lắm, tôi ngứa mỏ lắm. Nhưng mà thôi, cái vấn đề Mỹ làm du lịch đẳng cấp thế nào để làm nước khác. Bữa nay tôi nói được gì mất gì mà. Rồi, được là gì? Duy Nguyễn đã khép lại con đường I-10 huyền thoại. Tức là lái xe chạy. I-10 nó bắt đầu từ đâu các bạn? Nó bắt đầu từ Florida. Nó kết thúc ở California. Nó là cái chặng đường cao tốc liên bang vĩ đại đẳng cấp nhất của nước Mỹ, đi xuyên từ bờ đông qua bờ tây ở trục phía nam. Tại sao Duy Nguyễn nói nó vĩ đại nhất? Tại vì đơn giản nó chạy qua Texas mà. Có một đoạn nó chạy qua Texas ngon lắm. Nói chung Texas đường xá đỉnh của chóp, khỏi bàn khỏi cãi. Duy Nguyễn cháu kèo luôn ha. Đã khép lại cái đó. Và Duy Nguyễn đã khép luôn I-95 luôn. I-95 là gì? Là cao tốc liên bang chạy từ Miami lên tới Maine ở bờ đông nước Mỹ. Đó. Nói chung á là nước Mỹ nó có rất nhiều cao tốc. Nhưng mà cái con người ta chinh phục đó là chinh phục gì nè bạn? Bạn biết hình chữ nhật không? Hình chữ nhật xong nó có hai cạnh chéo dày, 6 đường đó là ngon. Thế thôi. Hai cạnh chéo là Duy Nguyễn luộc gần hết rồi. Nói chung là cái hệ thống xuyên cá giao thông ở trong nước Mỹ thì Duy Nguyễn chạy sắp bách rồi. Đó, và cái chuyến này của Duy Nguyễn là Duy Nguyễn khép được cái I-10 ở trục nam, I-95 ở trục đông. Còn cái I-5 là đường I-5 đó là nó nằm ở trục Cali, nằm ở trục bờ tây Duy Nguyễn khép lâu rồi. Đó, và bây giờ đó là cái I-90. Cái I-90 là cái trục bắc. Đó, I-90 nó nằm ở trục bắc. Thì bây giờ Duy Nguyễn chạy được khoảng chừng gần nửa đường. Gần nửa đường, nói chung là Duy Nguyễn sắp khép lại hết rồi đó. Đó là nói về ai. Nói về ai, ai là gì? Ai là Interstate. Tức là cao tốc liên bang. Một di sản của cụ Roosevelt. Đó, cụ Roosevelt nha bạn. Một trong những tổng thống uy tín của Mỹ đó. Nói chung tổng thống Mỹ thì nhiều, nhưng uy tín được mấy ông à. Được thành lập năm 1900 hồi đó. Đó, 900 hồi đó là 900 từ bờ 4X đó bạn. 4X đó. Nghe bạn hiểu, 4X là hệ thống cao tốc liên bang hình thành. Và Duy Nguyễn đã chinh phục được thêm một số tiểu bang. Và khép lại. Khép lại là gì? 50 thành phố lớn nhất của Mỹ Duy Nguyễn đã chinh phục hết 47 cái rồi. Còn 3 cái nữa nhỏ nhỏ thôi cũng quan trọng lắm các bạn. Đó,
nên cái chiến là nó ghê vậy đó. Đóng áo này minh chứng nè, khỏi cãi, đừng nói Duy Nguyễn chém gió, Duy Nguyễn không có ảnh chém, tại Duy Nguyễn không chém này được các bạn. Chém cái này người ta sẽ khỏi lại biết đường đâu trả lời. Đó, đúng không? Nên đây, mỗi cái ABCDF còn này nữa. Đây, và còn nói về National. Cái chiến này, cái trip mà có Duy Nguyễn chinh phục ít nhất là 30 cái National. National nó có nhiều loại National cho các bạn. National Park, National Monument. Đó, National Battle, ví dụ như này. Thì cái nói đây, cái nói Duy Nguyễn đội nè. Đây là National Battlefield. Tức là cái trận chiến vinh danh lên cấp quốc gia thì nó vẫn là National. Nó được control, quản lý bởi một cái tập đoàn quản lý National, bởi những người lao động chân chính, lương thiện và bộ mặt của nước Mỹ. Nói chung Duy Nguyễn tiếp xúc với rất là nhiều nhân viên cấp chính phủ, đúng không? Cấp chính phủ, phủ nhỏ thôi nha bạn. Tức là họ thuộc quản lý của chính phủ, là họ control những cái National này. Tỷ lệ tiếp xúc 100 ông gặp đúng một ông khó ưa luôn, một ông duy nhất. Thôi kệ đó, cái đó là cá biệt mà, hiểu không? Nhưng mà những người còn lại rất dễ thương. Nhưng mà tôi bảo đảm bạn, họ làm là vì đam mê, họ làm vì tình yêu đất nước. Lương thấp, lương thấp và thái độ ok. Cái này tôi nói chắc bạn chưa hiểu, nhưng mà một số bạn sẽ hiểu rồi. Vậy đi, rồi chinh phục tới này. Bây giờ mới chơi á thì sẽ chơi đường cao tốc xuyên bang đó. Còn chơi lâu rồi đó, chơi luôn tới mấy cái route. Đó, mấy cái route, nó có nhiều cái route đây. Xin trân trọng giới thiệu một route. Route này nó nằm ở tầm National luôn. Các bạn hỏi, ôi mấy cái route này National là sao anh Duy? Thì anh Duy nói với mày rồi, tức là sao? Ở Mỹ á, nó có rất nhiều cái được cấp làm National. National là quản lý của liên bang, nó là đẳng cấp nhất của Mỹ. Khi mà em chinh phục hết National á, là em thông thuộc hết tất cả nước Mỹ, thậm chí còn rành hơn người bản địa nữa. Tại vì nói thật á, nói chung á thì giao lưu, ôi lộn xin lỗi bạn, đi chơi bên Mỹ đi, có nhiều trường phái lắm. Cái trường phái mà đã chơi tới road trip rồi á, là người ta luôn được, người ta đi nát hết rồi. Người ta mới chơi road trip, hiểu không? Còn bình thường á thì du lịch thì có thể du lịch nghỉ dưỡng tới chỗ resort đó chơi đêm hay đêm mà về, hoặc là du lịch tới thành phố đó đi taxi ra nhà hàng ăn cái rồi về, hoặc là du lịch tới nhà cao tầng nhìn xuống một cái rồi về đó. Thì cái chuyến này của Duy Nguyễn chinh phục được cái này, cái áo này nè, Blue Bridge Parkway. Nó được nối với một cái là Skyline Frog Busway luôn. Hai cái đó là cái cung đường thơ mộng, biểu tượng của miền Đông. Biểu tượng của miền Đông. Nó nối dài qua nhiều tiểu bang. Cung đường đó, một cung đường thôi, nó dài khoảng 500 mao. 500 mao thì nó đổi ra khoảng 800 dặm. Ủa đâu, xin lỗi, bằng 800 km. Thì bằng chắc bằng từ Sài Gòn ra Rạng. Nhưng mà những cái cung đường này chạy phải rất là chậm. Chạy được tối đa là 35 mao. Để tại sao? Tại đây là cung đường ngắm cảnh, mà sẽ ngắm được những cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt sắc đó, của núi rừng miền Đông chứ phải Tây Bắc nha bạn. Nhiều lắm, một cái cung đường này chứ Nguyễn phải làm vài clip luôn, chứ một clip nói sơ sơ thôi, cởi ngựa xem hoa thôi. Giờ tôi mua được cái áo này á, là nó nằm ở giữa đường nha bạn. Cái áo nằm ở giữa đường nên gọi là ở trên cái cung đường đó, nó có nhiều cái stop, bạn phải check in hết những cái stop được đó, bạn mới chứng minh là bạn đi hết đường. Chứ không có thẳng chạy điểm đầu xong chạy máy bay ra điểm cuối, chắc đi đến đầu điểm cuối nó tao đi hết đường. Nó không phải vậy nha. Cung đường đó nó nhỏ thôi, nó có hai lane thôi. Nó nằm rất thơ mộng là cung đường leo núi. Leo núi xuyên rừng. Leo núi xuyên rừng. Ở trên suốt cung đường đó không có một nhà dân nào hết. Không hề có một nhà dân nào hết. Chỉ có một hai chỗ để nghỉ ngơi thôi. Là cái chỗ đó là resort giữa rừng. Đó. Bạn muốn đổ xăng, bạn chạy ra ngoài, bạn đổ xong bạn vòng lại vô đường. Và cung đường đó là cung đường private, tức là nó có thể đóng bất cứ lúc nào. Ví dụ như thiên tai, bão lụt, mưa sấm, gió tuyết gì đó, đóng lại không cho chạy. Đó, thì có nhiều anh em ở bên Mỹ hỏi Duy Nguyễn tư vấn nên đi đâu. Tôi nói là nên cho gia đình đi cái cung đường đó đi. Bạn dành một tuần bạn đi cung đường đó để cho mấy đứa nhỏ đó, nó hiểu được nhân tình thế thái, vẻ đẹp kỳ quan của tự nhiên được bảo tồn. Bạn nghĩ coi Trung Quốc làm nổi đường đó không ạ? Bạn phải hiểu cung đường nó phải tự nhiên nó mà có. Đó là cung đường để đi travel, cung đường để đi ngắm cảnh, nó chỉ mở ra vì mục đích bạn đi ngắm cảnh thôi. Không có cái xe nào chở xăng, không có ai chở cái gì trên đó trên cái trội đó. Nó không có cái chuyện, nó không phục vụ dân sinh, nó cũng không phục vụ đi lại, mà nó làm ra nó để ngắm cảnh vậy thôi. Nên chạy cung đường đó là nó đẹp mà nó hay. Chỉ có nước giàu nó mới đủ tiền làm chuyện đó thôi. Bạn nghe bạn cây thì bạn chịu. Thế thôi. Đúng không? Tức là cái gì? Quản lý ở cái tầm National thì phải có những cái cung đường để chạy trong cái National đó, và chạy trong cái National đó thì nó là private.
và đặc biệt cung điện không, cung đường thì không có tốn phí, chỉ tốn công thôi. Khi bạn đi cung đường này mình sẽ gặp cái hội mô tô chạy lên chạy xuống, check in điểm cao nhất thấp nhất này nọ, everything. Và trên cung đường nó có những cái stop đó bạn nghỉ là bạn nghỉ dưỡng, không phải nghỉ dưỡng, bạn dừng lại bạn ngắm cảnh, bạn chụp hình, bạn quay phim, bạn làm TikToker gì đó, hoặc bạn có thể đi trail. Đi trail là bạn dừng cái xe lại xong rồi đi bộ xuống vòng vòng, bạn đi đâu đi, đi ngắm thác, ngắm núi, ngắm cọp gì đó chuyện của bạn. Bạn bỏ xe nó 10 ngày chả mất luôn. Đó, hiểu không? Nó gọi là du lịch khám phá. Đây cái cung đường này rất là đẳng cấp, Duy Nguyễn biết nó lâu rồi. Nhưng mà trong cái chuyến này Duy Nguyễn không tính đi. Nhưng mà nó ép bạn. Tại Duy Nguyễn lên lịch, Duy Nguyễn tính đi cũng được cung đường này mùa thu. Tại vì mùa thu là cái mùa mà đọt thay lá thì cái cây nó sẽ tới 4 màu lá rồi. Đó. Thì đi cái cung đường này nó chạy trong rừng mà. Thì lúc đó cái cảm giác bạn sẽ là perfect. Duy Nguyễn gặp rất là nhiều người bạn tất sợ, nói là sống ở Mỹ mấy chục năm chưa bao giờ thấy lá đỏ. Thấy rồi, có thấy TV có nghe kể rồi mà chưa đi. Duy Nguyễn may mắn đi hay đi rồi. Lá đỏ bờ đông nó đẹp lắm bạn ơi. Đó, nên gọi là nếu mà Duy Nguyễn đi cung đường này á, trong thời điểm này thì cái gì cũng được ok hết đó. Chỉ có lá xanh lè hả? Chỉ có lá nó xanh lè, nó không có, nó chưa có ra đỏ, nó chưa có ra vàng mà nó chưa có ra cam. Nhưng mà ngoài những điểm đó ra thì đi cái mùa này nó ok lắm bạn. Trời quang mây tạnh, chạy ok, còn mà đi kia khi mưa sấm chớp sương mù đồ cũng hơi căng. Đó, nói chung là chinh phục nó có cái duyên đó bạn. Rồi cái cung đường thứ hai á mà Duy Nguyễn chinh phục được là này, Mordoro. Nói chung ở bên Mỹ mà nói tới cái Route 66 này á, là ai cũng phải nãy. Nó là cung đường lịch sử bạn. Cái Route 66 này á, nó khác với cái cung đường này. Cung đường này là đi ngắm cảnh thiên nhiên. Nó còn cái cung đường này là nó ngắm tất cả. Nên cái hàng này nó mới được mệnh danh là Ru, còn Ru 66, Modern Ru. Còn này chỉ là cái Parkway thôi. Thằng này tầm National, thằng này cũng tầm National. Hai thằng ngang cấp, nhưng mà thằng này nó không có bắt bò. Còn thằng này nó rất nhiều stop. Thì mỗi cái stop mà lại đóng dấu thì nó mới có cuốn bắt bò này. Đó. Và nó có một đống sách cho cái này luôn. Sách của thằng này nhiều hơn sách của thằng này. Thì tại sao thằng này nổi tiếng thằng này? Tại vì thằng này á, nó đi xuyên nước Mỹ. Nó đi theo hình chéo nè, đi chéo từ Chicago tới Santa Monica của Cali. Là đi hình chéo của hình chữ nhật là rất là dài. Nó dài 4.000 mile đó bạn. Nó dài 4.000 mile, nó dài gấp gần 10 thằng này luôn. Bạn đổi cái 4.000 mile đổi ra nhân cho 1.6 km, bạn chạy bao nhiêu đời, ủa chạy bao nhiêu lần trong đời không hết. Thì đi lần ghép khúc tới mai đi nổi hết á. Đó, nên gọi là tôi nghĩ là rất ít người có thể là đi hết đường này. Tại con đường này rất khó đi. Con đường này nó khó đi cực kỳ, con đường này bạn chơi trên Google Maps nó không ra. Tại con đường này là, bạn hiểu không? Nó là con đường bình thường. Rồi sau đó nó phải nộp hồ sơ, verify các kiểu đăng ký thì nó mới được vô Route 66 này. Nó nói lại, bạn search trên Google Maps thì có thể nó ra một cung đường như vậy. Nhưng mà bạn search đi từ điểm A đến B nó không ra được Route 66. Mà nó có những cái phần mềm chuyên về Route 66, bạn thấy nó ghê chưa? Một phần mềm đó bạn tải về phát một đòi bạn 1 triệu. Thiệt mà không tin làm thử đi. 1 triệu để chinh phục đường đó, tải cái phần mềm mát của nó 1 triệu bạc đó. Vậy thì con đường này nó hơn đường kia ở hai điểm, nó vừa cảnh quan thiên nhiên mà nó vừa có những cái gọi là cái cửa hàng, cái dịch vụ, cái triển lãm, nói chung everything trên đó, mà nó mang tính chất cổ, nó mang tính cổ và tính chất huyền thoại đó của nước Mỹ. Và nói về cảnh quan thì cái con đường này nó chỉ chạy ở trong một cái khu, nó chạy một khúc ở trên bờ đông nước Mỹ. Thì cảnh quan nó cũng xem nhau, nó không có sự thay đổi nhiều. Còn cái cung đường này nó chạy xéo nguyên nước Mỹ luôn, nó trải qua tất cả những loại địa hình. Nó trải qua tất cả những loại địa hình, gồm có đồng bằng, thảo nguyên, rừng rậm, đồi núi, ao hồ, đầm lầy, sa mạc, núi đủ loại luôn. Nên nói về cảnh quan nó đẹp hơn cái này. Nó đẹp hơn cái này. Nó xuất hiện trong nhiều cái bộ phim lắm bạn. Nó xuất hiện trong rất là nhiều bộ phim. Cái cung đường 66 này nè, nó đi qua một cái đoạn sa mạc. Bạn nhìn thấy nó đẹp như bài thơ. Nên còn là cái cao tốc sa mạc kia thôi, người ta có lâu rồi nha. Đó. Và đôi khi á, bạn trải mình qua những cái gọi là cánh đồng bất tận. Cung đường nó đẹp lắm. Thí dụ như trải qua cánh đồng bất tận, cao tốc liên bang làm được không? Được. Cũng có một số cao tốc liên bang nó chạy qua cánh đồng bất tận. Bạn có nằm giữa đường đâu mà chụp hình được không? Không có hàng nào làm chuyện đó đó. Nhưng mà cái cung đường này á, bạn có thể nằm ra giữa đường bằng chụp hình. Bạn gác trên tay nó một cái size là Ru 66, tấm hình đó triệu view. Tấm hình đó nó mới đẳng.
Và ở trên đây có những cái spot bạn ghé lúc nào cũng được. Bạn thích cái chỗ nào bạn dừng xe lại bạn chụp hình. Bạn thích chỗ nào bạn dừng xe lại bạn quay video. Vô tư. Cái chuyện đó cao tốc liên bang không thể làm được. Bạn nên nhớ cao tốc liên bang, mục đích nó sinh ra để nó lưu thông vận chuyển, nó đi qua những thành phố lớn đó, chứ nó không thể nào nó trải qua những cái cảnh đẹp và độ thuận lợi cho mình đi phượt được. Hả? Nó là như vậy đó, mày hiểu không? Nên nói chung là chinh phục được phần con đường này thì nó Duy Nguyễn là cảm thấy một hành trình chuyến đi nè. Này cho fan cứng được không ta? Mà có hai cái à, sao fan cứng được không? Anh Duy Nguyễn nói chung là người ta cho anh Duy nhiều lắm mày. Tại sao? Tại vì nói chung là nói chuyện giống như bá Nga Tử Kỳ vậy đó. Bên bển á, hỏi anh where you from? Việt Nam. Xong rồi cái nói là gì, my favorite là gì, national. I check in rất là many sort of site in the US. Đúng không? In this trip, tôi đi này nghe, oh really, ông mày vĩ đại, ông mày nghe nó cảm giác như nó thích. Tương đồng, nên tặng đồ, có gì tặng hết. Mà này nó không tặng tôi. Cái này nó không tặng tôi, nó chặt tôi 20, xong nó cho là tôi lỡ sách 50. Nó cho tôi lỡ sách 50. Đó, nói chung nó gọi là về ra ngoài quảng giao đó mẹ. Rồi, đó là cái Duy Nguyễn có được về đường. Còn nói về nhà cao tầng, thật ra Duy Nguyễn đi nhiều nhà cao tầng rồi bạn. Tham hố gì nữa, đã đi lên mặt 81 ngán nào nữa. Đúng không? Đúng không? Bây giờ Duy Nguyễn đi Petronas rồi, đi lên mặt 81 rồi ngán ai nữa. Đúng không? Bây giờ người ta nói là, giờ bạn nói là sang 2 tower đúng không? Nó không cần. Hơn nhau chỗ first time tao xài rồi. Ở đời muôn sự của chung hơn nhau chỗ first time tao xài rồi. Thì á, lúc mà tòa Petronas á ở bên Malaysia tung mình ngạo nghễ biểu tượng của châu Á, thì lúc đó đó Sun High Tower và tòa Khalifa gì đó bên Dubai á chưa là bào thai đó. Nói ra thì khi bạn cây cú, tại vì các bạn không chấp nhận sự thật, các bạn cũng biết cái nào quan trọng và cái nào không quan trọng, hiểu không? Rồi thì nhà cao tầng bên Mỹ á, thì nói chung là mấy cái trip trước của Duy Nguyễn á, Duy Nguyễn cũng không có dịp chơi nhiều nữa các bạn. Chỉ đi một số tòa bên Seattle, rồi bên đó Los này nọ cao chơi thôi. Xong rồi lần này Duy Nguyễn quay qua New York. Có sự kiện. Sự kiện bạn nó mời Bạc Ti 4040. Ước hạnh bạn biết rõ gì? Cái giải đâu phải của tôi đâu bà ơi. Đâu có giải đâu bên Mỹ sao tôi nhận được? Đúng không? Mày vô mày tưởng đâu của tôi chúc mừng mấy ông nội. Cuồng vừa thôi. Bạn hiểu cái giải là giải của Mỹ. Nếu mà cái giải của Việt Nam là mới có tôi nha. Giải của bạn tôi. Trời ơi. Đó. Bạn nó mời vậy thôi, đơn giản đó. Thì cái sự kiện bên đó thì sẵn tiện chơi ở New York chơi luôn, làm những điều mà trip trước mình chưa làm được đó. Ví dụ như là trip trước là Duy Nguyễn chưa có đi được Ngự Thân Tự Do mà, tại vì đó đi nó tối om mà nó lạnh quá trời quá đất rồi, tàu bè nghỉ sạch hết rồi không chạy đúng không, mà cũng có mua ticket kịp nữa đó. Nên cái cú này Duy Nguyễn đi Ngự Thân Tự Do và gặp cái người say tưởng luôn mà, gặp người say tưởng đó luôn, ghê không? Cái này bạn hỏi sao gặp được nè, clip sau nó. Rồi check in mấy cái tòa nhà biểu tượng của New York. Nói chung á, Duy Nguyễn khá là phân vân á, tại vì ở bên New York nó có 3 tòa nhà phải check. Thứ nhất á là cái tòa mà tòa Empire State. Xong rồi cái tòa mà Hudson. Hình như Hudson Yard đó. Và cái tòa thứ hai á là cái tòa mà One Tower. Đó, quanh vua đó, cái tòa mới. Thì bây giờ Duy Nguyễn bây giờ đứng ba, nói chung nó có 3 cái cần phải check. Nhưng mà nhà cái tầng nào cũng như đấy nè, nhưng mà mình check là check gì, mình phải tìm hiểu những cái khác đó. Mà thời gian có nhiều á, nên lúc đó mình ngồi suy nghĩ coi giờ chọn hai đứa chọn nào. Cái Duy Nguyễn phải chắc chắn là Empire là phải đi rồi đó. Nên Duy Nguyễn thấy Empire nó bán giá mắc các bạn, mấy người kia có 35 đồng, Empire nó bán cho 50 xong rồi đeo lên toàn 102 để 35 nữa là mình là Empire 085 rồi đó. Ôi đừng có nhăn tú cái giá mà đi tham quan nhà cao tầng bên Mỹ đâu rẻ bèo. Em đi lên mặt có nhiêu rồi đúng không? Hồi lúc mà lên mặt mới ra mà đi tầng 81 có nhiêu rồi, tôi có đi nè, nó bằng so giá đi đó. Nó không có gì mắc cái đó, nhưng mà có một cái nó như vậy. Thì trong ba cái đó anh Duy Nguyễn mới chọn cái mắc nhất để đi. Mắc nhất là phải quyền cơ nó mắc nhất. Mà nói chung á, Empire là cái slogan của tiểu bang New York. Cái tòa nhà Empire này nó rất là đẳng cấp. Duy Nguyễn sẽ dành một clip nói về nó, mà sợ hai clip mới kịp. Duy Nguyễn chọn nó. Xong rồi ở New York nổi tiếng thêm một cái nữa, đó là dòng sông. Đó, dòng sông Hudson. Đó, dòng sông Hudson nên bởi phải đi ra Hudson River. Thôi cả kia một thời gian để đó. Thằng kia mới nổi sau này. Mà thằng kia bây giờ là cao nhất New York nha.
Đó, tòa nhà One World Tower đó, nó cao nhất New York. Thì đi New York trách thêm cái đó nữa. Rồi xong rồi trách thêm cái thác các bạn. Cái thác là National mà. Thác National đó. Nói chung là trách khá là nhiều điểm. Rồi sau đó Duy Nguyễn check in tới Ngũ Hồ. Cái Ngũ Hồ là cái phải check các bạn. Không check nó uổng kiếp lắm. Tại đó khu vực Ngũ Hồ nó mang cái màu sắc riêng này nọ kia. Đó, và ở khu vực Ngũ Hồ nó có hai thành phố lớn và một thành phố đẹp. Thành phố đẹp thì nói chung ba thành phố nào cũng đẹp thôi. Nhưng mà đẹp nhất là Chicago, đẳng cấp nhất là Chicago luôn. VIP nhất là Chicago luôn, nhà ông Trump ở Chicago giàu nhất luôn. Nó Chicago giàu nhất là nhà ông Trump cao nhất. Cái tòa nhà của ông Trump chắc cao thứ nhì ở Chicago đó bạn. Cái tòa nhà cao nhất là tòa nhà Duy Nguyễn đi nè. Đó, Duy Nguyễn sẽ làm những clip về đó. Và ngũ hồ nó kêu là Ray Clark. Mà Ray Clark nó như là cái biển vậy ra. Nó nhiều khi mới ngồi nói chuyện với mấy nhỏ bên Mỹ nó bắt bẻ lắm. Nó bắt bẻ kinh luôn á. Cái đó là cái hồ mà chú. Dạ chú biết cái hồ, nhưng mà nó look like cái si. Không, cái hồ là lét không có si. Cãi nó là sao vậy? Ở cái đó nó như cái biển vậy đó, nó phải là cái hồ. Bạn nhìn trên bản đồ nó bự trời hỡi luôn á. Nó lưu trữ nước ngọt. Đó, nói chung giờ được nhiều quá. Kể rất là mệt, nhiều cái được lắm bạn. Nói chung cái cú này đi ghê lắm. Đi gọi là từ cái được đó nó chuyển qua cái mất. Thôi Duy Nguyễn cố gắng nói ngắn ngắn lại cho khép lại video bạn. Chứ không có thật nhiều chuyện này nó dài kinh luôn á. Đó, từ từ Duy Nguyễn sẽ chia sẻ cho bạn kỹ năng kiến thức về du lịch và tôi tin lắm rồi. Tôi dám nói bạn riêng sân bay không dám bao, chứ mà cỡ như sân bay mà Đài Loan là bao cả mộng nè. Sân bay Houston là bao luôn nè, sân bay Nhật Bản là bao luôn nè, rồi sân bay nào nữa. Bao nhiêu đó được rồi. Còn mấy sân bay kia biết thôi chứ không dám bao. Thí dụ bao là gì? Giờ bạn hỏi tôi một cái tôi nằm chân tôi chắc chân nhà tôi trả lời được. Đó gọi là bao. Còn thí dụ như bây giờ biết là gì? Đi rồi biết thôi. Đi riết giờ tự tin đi sân bay nào cũng lạc hết á. Ngầu chưa? Rồi ok. Thì đi nhiều như vậy đó bạn. Cái mất của Duy Nguyễn là gì? Một tháng trời không tập gym. Mới cầm tạ lại 5kg tưởng ra 50kg. Một tháng trời không tập gym mà. Tại cái triết lý của Duy Nguyễn giờ cũng thay đổi rồi. Phòng gym Mỹ cũng có vậy thôi. Mấy cái trip đầu của Duy Nguyễn đi check in smash rồi từ sang tới cùi. Từ khách sạn cho tới hotel cho tới motel. Làm hết rồi không gì lạ hết trắng trỏi đó. Bây giờ mình nghĩ ra tập gym á là mất 1 tiếng mấy. Mà bây giờ trời mùa hè nó đang đẹp ba ơi. Trời mùa hè nó đang đẹp tới 9 giờ tối còn sáng. Chơi đã không? Bởi đi chơi đi mùa hè nó sướng mà nó khổ nó có hết rồi bạn. Sướng là gì? Thời gian nhiều đi đã dò. Khổ là gì? Nắng quá. Thôi được rồi, cái nắng của Mỹ nó 100 độ F mà. Xin lỗi giờ tôi đổi hết được rồi. Duy Nguyễn giờ không có khả năng đổi từ độ F qua độ C. Các bạn nghe video này bạn tự đổi nha. Bây giờ Duy Nguyễn ở bên Mỹ, Duy Nguyễn quen độ F rồi. Cứ giờ vô phòng mở máy lạnh 65 là mát. Ra ngoài trời thấy 7 mấy độ là mát luôn. Chưa nóng mà thấy 8 mấy độ là thấy nóng rồi đó. Nó nóng nó còn phục phục vào độ ẩm nữa. Độ ẩm nó khô đó, nó ít độ ẩm này nọ khô môi khô da này nọ kia. Chưa kể ở thành phố Denver vĩ đại. Trời ơi má ơi nó thiếu oxy ông ơi. Nó thiếu oxy. Bạn lên bạn lát lát nè. Bạn hiểu cảm giác của mấy cầu thủ đá banh nó đá trên sân của Bolivia chưa? Cái sân Bolivia là tử thần đó. Messi đó cũng chết à. Sân nó cao nhiêu? Bạn comment dự thử đi. Nó càng lên cao không khí càng loãng, áp suất càng thấp. Ông sống có quen đâu. Rồi xong rồi lên núi Rocky Mountain. Trời đất ơi, check in được điểm cao nhất của nó. Bạn phải hiểu check in được điểm cao nhất khác với chinh phục điểm cao nhất nha bố. Có mấy bạn không biết vô hỏi tào lao. Bây giờ bạn nói thiệt á, bạn check in được điểm cao nhất á mà nó chừng 6 tới 8 ngàn feet thôi là ghê gớm rồi. 6 tới 8 ngàn feet thì nó khoảng 2 ngàn mấy tới 3 ngàn mét á. Là nó cực kỳ ghê gớm nha bạn chứ không phải đùa. Tại vì sao? Bạn leo lên cái đỉnh là nó khác. Không có ông nào làm đường leo tới đỉnh đó. Cái đỉnh là bạn phải chinh phục. Xe nào chạy lên tới đỉnh. Đúng không? Từ khi mà mấy công ty mà chăm sóc á, nó phá núi nó ban đường nó làm cáp treo đồ thì có thể. Chứ Mỹ là nô nha, bảo tồn thiên nhiên nha. Bảo tồn thiên nhiên nha. Không phải chuyện giỡn đâu à. Không được quyền phá núi ban đường kiểu đó. Bạn muốn chinh phục cái đỉnh núi thì bạn làm nhà thám hiểm. Con đường cho bạn bò, bạn tập leo đi bơi núi bạc bạc leo rừng gì đó chết chịu. Hiểu chưa? Còn những cái điểm mà cho khách travel tới đi bằng xe là Duy Nguyễn gọi là điểm check in. Thì Duy Nguyễn có chụp một tấm hình ở trên mountain đó, Duy Nguyễn chạy, phải không? Duy Nguyễn chạy xe, Duy Nguyễn nói là tôi post hai tấm hình đó thôi. Đừng ai hỏi tôi có bằng lái chưa. Tôi nói thiệt, tôi post hai tấm hình thôi, đừng hỏi tôi bằng lái chưa. Nói nhiều khi á, các bạn gọi là các bạn coi video trên mạng á, bạn thấy cái những đất nước nghèo nghèo á, không có tiền làm đường đó. Mấy đứa nhỏ nó đi học có liều mạng, bạn tưởng đâu hay. Đúng không?
Bạn thấy ổ sao chạy xe máy trên đường này được? Xin lỗi đó, tôi nói chạy xe máy trên đường tôi coi tôi muốn bể tim luôn á. Cái đó là buồn chứ phải vui. Nha bạn. Đó, còn bây giờ á, ở cái Rocky Mountain đó, cái đường chạy xe có những cái đoạn rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm kinh luôn, đúng không? Cảm giác lái mà trời tuyết thì bay, mưa thì nhẹ, mưa thì nhiễu hạt. Đúng không? Mà đường đó thì đường hai len. Đó, kế bên nó còn được chừng như đây à, xuống kia là giật. Mà thằng nào mà thằng mà cái giật nó đẹp nó đau chứ. Cái giật nó xấu, bạn thành nhìn mà nhìn vách núi, ok. Cái giật nó đẹp, lái đi 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 ra. Ông sợ chết bà luôn chứ. Sợ lắm. Đó. Và nó ngoặt ngoèo này nọ ghê gớm. Hồi nhỏ lúc mà Dương Nguyễn mới lấy bằng đi Đà Lạt chơi, bạn nó hù đi ngang bèo đèo Bảo Lộc coi chừng nha mày. Xong rồi tôi đi tôi biết coi chừng gì luôn á. Rồi xong nó đèo An Khê ghê lắm. Đi rồi cũng không thấy gì ghê luôn. Chạy rồi chứ vẫn chạy rồi được, đèo An Khê khúc cua chỏ. Khúc cua chỏ là bình thường. Nha, nhiều khi xe tải thì ghê ghê thiệt mà đi mạt không sao. Xe hơi thì bình thường mà. Rồi ok. Còn khi mà bạn đi nhiều rồi đó, có những cái chặng núi bạn đi tao nó ghê nhiều chứ nó ghê nhiều cái ghê chồng ghê biết kể sao cho hiểu được thiệt luôn á. Nhưng mà Duy Nguyễn chạy qua nhiều cung đường núi rồi. Tại nói chung là núi National của Mỹ gì chinh phục cũng nhiều rồi đó. Đúng không? Nhiều cung đường núi rồi. Duy Nguyễn đi được khúc đó rồi, Duy Nguyễn post hai tấm hình đó là bạn nào đi rồi bạn thấy ghê ghê rồi đó. Tại cái điểm mà cái cát nó phủ là điểm cao nhất đó, là Duy Nguyễn đi tới đó, Duy Nguyễn chụp tấm hình rồi cái bảng ở dưới là chỗ thấp nhất. Chụp ra ra được rồi đó. Ok. Thì mê đi quá mà. Xong rồi tập gym đâu được đâu thì đó, cũng tháng trời tập gym. Ok, rồi còn cái mất nữa. Mất cơm hàng cháo chợ. Ủa, cái lúc này ăn là cơm hàng cháo chợ nữa các bạn. Tại vì đơn giản là như vậy. Thí dụ bạn mới đi chơi thì bạn khoái chết ở nhà hàng này nọ kia. Còn Duy Nguyễn ăn bây giờ chắc mấy ngàn cái nhà hàng rồi đó. Thiệt đó, ăn riết cũng vậy thôi. Mình đang đi chơi, Duy Nguyễn không bao giờ ăn trưa ở nhà hàng nữa nè. Mất thời gian. Vô trong đó ngồi phải kiếm nhà hàng. Mà nhà hàng nó không nằm ở chỗ mình đi. Đúng không? Mình ghé nhà hàng mình quẹo vô 15 phút mình ăn, mình ngồi đó mình ăn hết 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Xong mình chạy tới chỗ đó 15 phút nữa hết bà đó 2 tiếng đồng hồ. Uổng. Uổng mà đâu cần đâu. Nên lúc này là Duy Nguyễn cơm hàng cháo chợ. Thề luôn gặp gian đó. Liên body thằng mang thằng đóng thùng vậy đó. Qua bên Mỹ phát một alo, ông Labra. Đó. Đó, please send me some box. Đi xách xe uống rồi đó. Tại vì sao? Tại vì cái đó không mua nó cũng khó, không phải là chỗ nào cũng có, đúng không? Đi chơi đi đường đi núi đâu không mà mất khỉ khô gì mà có mà mua nên nó cũng hơi cực. Nên khi mà Duy Nguyễn đi về là hết liên body. Còn ăn thì cơm hàng cháo chợ có gì ăn đó. Ghé vô cái shop nhỏ đó nó có bán gì mình ăn. Nên chỉ có buổi tối là tử tế thôi mà. Buổi tối là tử tế nhưng mà cũng mất luôn. Nhiều khi á 9 giờ nó còn sáng. Mà ở bên bển á, thứ nhất mà đi tới những chỗ mà nó nhỏ nhỏ đó bạn. Thì 9 giờ đóng cửa ngủ sạch hết rồi. Có tiệm mà hên lắm 10 giờ. Rồi xong rồi gặp mấy tiệm bố láo nó nói chuyện. Ơi quán mình mở cửa tới 10 giờ mà 9 giờ bếp về rồi. Thiệt mà. Nó nói giọng đó đó bạn. Nó nói giọng đó đó. Gặp tôi làm xíu ô tôi đuổi cổ hết bóp luôn. Ủa kìa. Cái đạo lý là quán ông mở cửa tới 10 giờ bếp 9 giờ về. Khoan bàn cái chuyện bán cho tôi. Thí dụ Tú nó vô ăn đi, nó ăn lúc 7 giờ. Mà nó ngồi tới 10 giờ, không lẽ từ 10 giờ tới 9 giờ bếp nó không có service được cái gì à? Đó, không lẽ giờ tự nhiên bếp mang bầu bít tết ra lúc 9 giờ ăn mặn chằn. Xong Tú đòi đổi, dạ bếp về rồi. Đúng không? Nên gọi là nhiều khi đi gặp mấy chỗ đâm bang đó mẹ. Nên gặp tôi là CEO hoặc là CEO của restaurant nó đuổi cổ. Không làm ăn vậy. Không làm ăn kỳ. Đó. Nên ăn uống nó cũng thất thường. Ăn thì nó cũng không có như Việt Nam đó các bạn hiểu không? Đó nó vậy đó thì đó là những cái mất gì mất tiền mua nón nè. Ồ mất cái tiền mua nón xong lên mạng gặp mấy thằng mỏ hổn nó nói ừ nó nón lên Google 35 đồng anh. Tôi nói thiệt cây cú à. Nó ghét nhất là mấy cái thằng không có tiền đi du lịch đó, nó hay được online mà mỏ nó còn hổn nữa. Bây giờ bạn bao nhiêu tiền mà mua được cái nón này? Hả? Hỏi thiệt bạn này bạn ngẫm đi. Bao nhiêu tiền để mua được cái nón cái áo? Chứ không phải tôi rảnh đâu tôi thồ nguyên đóng áo về, đóng áo đóng nón về đây rồi tôi tưởng tôi buôn nón không rồi. Thiệt chứ bộ. Nói ủa đi buôn nón hả Duy? Hết buôn sức rồi buôn nón hả? Nó không phải buôn nón, nón kỷ niệm ông ơi. Tại vì khi bạn đi qua bạn mới trân trọng những chỗ đó. Một những cái chỗ mà Duy Nguyễn đi qua Duy Nguyễn đều phải dùng tiền để Duy Nguyễn trải xuống. Chứ mày không ai cho không đúng không? Bây giờ tôi nói thiệt bạn xách cái xe đi, bạn đi chỗ đó về bán xe vừa chứ gì nữa. Đúng không? Bạn về bạn bán cái xe vừa rồi. Đó không tính tiền à? Tiền đổ xăng chắc bỏ hả ba? Ô, đi xe máy chơi gì đi xe máy nó xăng rẻ đổ xăng lần thiệt tôi đổ một lần bên bờ đông mà xăng mắc chứ bộ bên bờ đông là xăng cứ 4 đồng mấy quốc đầy bình thì khoảng chừng 4 mấy 50 đồng làm ngày 2 bình coi mày giàu dữ bởi vì ghét nhất cái ngữ nói chuyện chảnh chảnh mà nó tông xạo xạo bạn nói không nó bạn tính nếu mà giờ đổ đồng đang 1 triệu này mấy ngàn đô rồi bạn
chưa kể những cái khác nữa. Không, tốn tiền xong tốn tiền, nhưng mà đoán nó là sự trải nghiệm, nó là sự trải nghiệm. Tôi thấy nhiều người đi cũng tốn tiền nhiều lắm mà cũng chả có sự trải nghiệm, nhưng mà Duy may mắn là Duy có sự trải nghiệm đó. Mà làm sao để Duy có sự trải nghiệm đó? Có sức khỏe, có sức khỏe mà đi nổi. Cái thứ hai nữa là phải có tri thức mới biết đi chỗ nào chứ. Giờ bỏ bạn vô thành phố đâu mà biết chơi gì. Còn bây giờ bạn bỏ Duy Nguyễn ở bất cứ thành phố nào Duy Nguyễn chơi cũng được đó má. Tú công nhận không, giờ thả Tú qua Chicago Tú biết đi gì đâu, thua luôn. Nằm khách sạn chắc livestream quá không. Nhưng mà tôi đi tôi vẫn nhớ quê nhà, nhớ các bạn. Sáng là phải bò chạy livestream tiếng tiếng rưỡi chơi vậy không muốn gì nữa, đúng không? Nhà hàng Duy Nguyễn không ăn, tại sao tốn thời gian mà tại sao các bạn tốn tốn nó vẫn bỏ ra đàm đạo cho bạn tiếng rưỡi. Đó là tình là nghĩa mà, tình cảm mà. Đó vậy thì trong cái được và cái mất, cho mất lần nữa cũng chịu nữa, cho mất lần nữa cũng chịu nữa. Cảm thấy hành trình này Duy Nguyễn đi nạp cho não nhiều cái lắm bạn. Sau này mình ngồi để mình chia sẻ với con cháu với các bạn ở đây là vui luôn rồi. Content video chắc mấy cả trăm cái, thấy không? Qua bên kia phải mua thêm con phone giống vậy để bạn hiểu rồi đó bộ nhớ. Thôi video cũng dài rồi, nói cũng lan man hả bạn ha. Thôi tâm sự nhau vậy thôi, rồi có gì mốt Duy Nguyễn sẽ quay những video chi tiết hơn, nói chi tiết hơn về những cái kiến thức sâu hơn. Còn cái này đó là kể cho bạn nghe trải nghiệm về chuyến đi vừa rồi của Duy Nguyễn. Nó cũng được rất nhiều cái và nó cũng mất nhiều thứ. Tất nhiên cái gì đó cũng hai mặt của nó thôi. Đời sống nó có được và có mất. Có in thì nó phải có out, đúng không? Có quốc nội thì phải có quốc tế, chứ không phải là đầu óc cực đoan ngồi đó cái gì của mình cũng là nhất rồi xong rồi mình không mình đi cãi lộn. Nói chung là cãi lộn là dở rồi, nên Duy Nguyễn cũng có nhu cầu cãi lộn với ai nha các bạn. Thí dụ như bạn còn mà coi video của Duy Nguyễn, bạn thích thì bạn vô bạn chào hỏi, bạn không thích thì bạn vô bạn khen, hay bạn ghét thì bạn vô bạn nói lời cay đắng gì đó, thì Duy Nguyễn cũng có nhu cầu fighting, không có nhu cầu đấu tranh giờ già cả rồi. Giờ thì không biết tôi sống làm sao nữa, chắc sắp đi tu rồi. Nhiều khi dạo này trên mạng mấy cái clip này nọ nó ám ảnh nhiều quá nên cũng nghĩ tới một chỗ, một cái núi nào đó đâu bạn. Thôi giỡn chơi thôi, bye bye.